Hoa hậu Hương Giang tiếp tục bị bạn thân bày kế cướp người yêu. Video: MV anh ta bỏ em rồi, Hương Giang. Tối ngày 31 tháng 10, Hương Giang tung ra phần 3 của series MV AYOYA với ca khúc mang tên Anh ta bỏ em rồi. Sau thành công của hai phần trước, MV lần này tiếp tục gây sốt khi chỉ 4 tiếng đồng hồ, Anh ta bỏ em rồi lọt top 3 YouTube và sở hữu gần 3 triệu lượt xem. Bên cạnh phần âm nhạc do RIN9 sáng tác, điều khiến khán giả mong chờ ở series AYOYA là phần nội dung chứa đựng những tình tiết gay cấn xoay quanh câu chuyện tình cảm của bộ ba Hương Giang, Karen, Jack. Ở cuối phần 2, khán giả còn chưa hết hoang mang sau khi Hương Giang tiếp tục bị Jack phản bội, sự xuất hiện của Mỹ Nam The Fameman Thái Lan Philip cùng câu nói: "Chị đang ở đâu đấy, chị gây tò mò." Sang phần 3, Hương Giang hé lộ việc trong quá khứ, Philip từng thích cô. Anh luôn có sự quan tâm thầm lặng với người chị của mình nhưng lại không dám nói ra ngay cả khi sắp đi sang Mỹ du học. Bản đi một thời gian, sự xuất hiện kịch lúc của anh trong lúc Hương Giang cảm thấy yếu mềm nhất khiến cô rung động. Về phần Jack, từ khi chung sống với Karen anh vẫn luôn vương vấn bóng hình của Hương Giang. Điều này khiến Karen nhiều lần tức giận vì kế hoạch trả thù Hương Giang của mình không được trọn vẹn. Jack tìm đến Hương Giang với mục đích nối lại tình xưa nhưng bị từ chối, còn Karen phát hiện cô có tình mới. Vẫn còn đầy lòng ghen ghét, Karen lại tiếp tục bày trò để cướp người yêu của Hương Giang khi cố tình đâm vào xe Philip, khi đó đang chuẩn bị có cuộc hẹn để tỏ tình với người mình yêu. MV kết thúc ở đây khiến nhiều khán giả tiếc nuối và cũng bực tức vì không xem được trọn vẹn. Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng Karen sống quá dai và mong Hương Giang sẽ kết thúc mọi việc ở phần 4. Chu Nguyên,